chào mừng năm mới 2022. Tôi có rất nhiều điều muốn bật mí với bạn. Free Fire ơi, Kelly đây. Tôi sẽ đồng hành cùng các bạn một năm mới, một studio mới ngay tại đây với bản đồ mới của chúng tôi, Đảo Mặt Trời. Không biết còn thiếu gì nữa không ta? Hòm thính đặc biệt sẽ được thêm vào chế độ tử chiến mới của chúng ta đó các bạn. Vị trí của nó sẽ hiển thị trên bản đồ nhỏ. Bạn sẽ tìm được các trang bị có thể định đoạt kết quả trận chiến và xu tử chiến trong các món đồ tiếp tế này. Trận đấu càng kéo dài thì vật phẩm sẽ càng giá trị. Đừng quên chiến đấu và các món đồ tiếp tế này nhé. Bây giờ đã đến phần mà các bạn đang chờ đợi. Mùa giải, xếp hạng mới của chế độ tử chiến. Tại sao tôi không thấy ngạc nhiên nữa vậy ta? Dù sao thì trong mùa giải mới này, phần thưởng sẽ là SKS vàng rồng. Hãy tiếp tục lên hạng và thu thập tất cả nhé. Một điều đặc biệt nữa là chúng ta sẽ có giao diện màn hình tải mới trong chế độ xếp hạng tử chiến, được thiết kế để hiển thị các thông số quan trọng và danh hiệu của toàn đội. Nhớ xem thông số thống kê của bạn để so sánh với số liệu của đồng đội nhé. Trong mùa xếp hạng tử chiến mới này, mọi thứ cũng đang dần dần nóng lên đó. Ôi, thôi Đạo, ai đó làm ơn khóa cửa lại đi được không? You're great. Sự kiện gì vậy? Chúng ta tới đâu rồi? Mọi thứ đang sôi động lên. Chúng tôi đang thêm bản đồ mới nhất Đảo Mặt Trời vào chế độ xếp hạng tử chiến. Hãy nhớ xem video giới thiệu bản đồ trong kênh chính thức của chúng tôi. Hãy thông thạo bản đồ này và rồi bạn có thể thống trị game. Chuyển sang phần các cải tiến phá lỗi chuyên sâu khác. Giờ bạn có thể tùy chỉnh toàn bộ thứ tự của tính năng nhặt đồ tự động. Bạn có thể thiết lập các mức ưu tiên nhặt vật phẩm theo nhu cầu chiến lược và phong cách chơi của bạn. Không còn phải nhặt rồi bỏ các vật phẩm không mong muốn theo cách thủ công nữa rồi nhé. Trường bắn trong đảo huấn luyện đang đón nhận một thách thức vô cùng mới. Mini game về bắn súng này giờ sẽ có 3 cấp độ khó khác nhau. Các mục tiêu hình vuông cũng sẽ được thay thế bằng các mục tiêu hình người như một đối thủ thực thụ khi bạn luyện tập ngắm bắn. Một cốt, bạn vẫn đang xem chứ? Nhớ phải thực hành thật nhiều trong trường bắn mới đó nha. Và bây giờ, nói về vũ khí thôi. Một khẩu shotgun mới, Shark Buster, sẽ nhập cuộc cùng với chúng ta. Shark Buster sẽ nạp năng lượng khi bạn giữ nút bắn và sẽ khai hỏa khi bạn thả tay của bạn ra. Bí quyết là phải nhắm vào điểm nhạy năng lượng trước khi khẩu súng đập quá mức và về trạng thái cày đặt lại. Đây là những điều chỉnh dành cho vũ khí trong bản cập nhật này. Hãy nghiên cứu thật kỹ lưỡng nhé. Và những thông tin hữu ích bên trên cũng đã khép lại tập 1 mùa 3 của Kelly Show. Tôi đoán là trận chiến sắp bắt đầu rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong Free Fire nhé. Free Fire ngày mai có gì? Subscribe là biết.